Hello các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở Tân Biên. Để hôm nay mình lên đây mình quay cái máy gấp mía cho các bạn xem nha. Tại vì hôm nay mình quay toàn là máy phóng chặt sẵn không à. Hôm nay là công chặt. Chiều hôm qua là mưa quá lớn các bạn, nên nó là hôm nay công nghỉ không chặt. Mà cái này nó gấp là gấp một số mía cũ còn lại nè. Hôm qua là 24, còn tối là Noel mà mưa quá trời luôn, cho nên mưa quá không biết các tỉnh khác thì sao. Con máy gấp này là hình như là của Thái Lan các bạn. Ở Tân Biên, khu vực Tân Biên hình như là mấy con máy gấp này nhiều lắm nè. Hết thì cái này là thử các bạn. Nếu mà chiều nay mưa là ngày mai nghỉ tiếp, còn nếu mà không mưa thì ngày mai chặt. Để coi con đây là vuốt máy đây. Đây là vuốt 825. Mía này là mía mùa thứ tư rồi, nên là nó hơi xấu nữa coi. Mùa này là bỏ trồng mấy khác. Trên là còn nửa xe nè. Vỡ sau nó là vẫn là 18-430 các bạn. Hôm qua lấy trần nhắc nè. Vỡ trước nó là 24, 12, 4, 24. Xe này mua cũng mấy năm rồi. Hai cái này. Cái này là của Thái Lan. Cái này cái hiệu nó nè. BB 5060. Nó có 3 máy nha các bạn. Nhìn ngầu ghê không? Này là xe này hình như là nhập nguyên con về các bạn. Còn cái dàn gấp này thì có thể là chế ở đây. Gấp này thì Việt Nam mình chế được. Và lần mình cũng quay chiếc xe gấp ở dưới cầu Khởi đó các bạn. Thì có chiếc Honda thì nó cũng là nhập nguyên con. Dàn gấp về đây chế dàn gấp. Dàn gấp chế dàn gấp không là 130 triệu. Chế dàn gấp không là 130 triệu. Thank you.
Đây nè các bạn, ba mái nè, ba mái mà các bạn nhìn thấy cũng rất mạnh mẽ không, gấp cũng chạy cũng rất là nhanh luôn. Đây là 12 x 12, cái này mình không hiểu. Nó mới điện tao nói em đi hết được rồi. Bình dầu nó phía sau nữa các bạn. Nhức lưng hay gì nó lớp nhức lưng rồi lớp tê. Không biết nó uống đâu mà tê không biết. Giờ anh đang nghỉ ngơi uống nước cái xong làm tiếp nha các bạn. Giờ chuẩn bị đây được nửa xe nè. Xong là gấp nửa xe nó là đi ra là sao là xe khác tới chắc biết. Chắc cái phần này cũng có trên hai xe mới hết.